Dạ những cái đơn này là dạ rồi cảm ơn. Dạ cũng khá là lo lắng đó, nhưng mà phải cố gắng thôi chứ biết sao rồi chị. Giờ nằm ở nhà thì mình còn sức mà, nằm ở nhà mà xin tiếp tế thì nó cũng ngại. Mình còn sức thì mình cố gắng, mình ra đường mình kiếm thôi. Dịch bệnh thì tài xế cũng bên công ty người ta cắt ra cũng ít tài xế, cho nên đơn nó cũng có nhiều, cũng có dồn, cũng 20 hoặc 25 đơn. Giấy danh sách bên sở công thương nè, rồi giấy đi đường do công ty cấp, giấy xét trách nhiệm âm tính, rồi thẻ đeo đồ, rồi lịch trình đi đường nữa. Nói chung là cũng nhiều loại giấy tờ lắm. Thì em thấy nó ảnh hưởng cũng không lớn gì mấy, tại vì bây giờ là tài xế nó không có ra đường được nhiều, không có đầy đủ giấy tờ để ra đường á, cho nên còn cũng ít rồi. Thì con chạy cũng nói chung là cũng đủ sống qua cái mùa dịch. Trước đây thì làm bên xe khách, rồi xe khách nó không hoạt động nữa nên phải chuyển qua shipper để đóng tiền nhà chở đồ, chứ không đâu có tiền đâu đóng. Thì trừ chi phí ra hết cái tháng cũng được 7-8 triệu. Cũng có một số ra không được, tại có một số ví dụ mà vô mà mấy cái khu mà người ta phong tỏa đó, người ta không cho ra đường đó, rồi một số người ta cũng không dám ra lấy, ra sợ bị phạt. Công ty em nó có bảo hiểm, công ty nó sẽ thanh toán là những cái hàng khách không lấy.